Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai đã phẫu thuật gấp dị vật là một gọng kính chiếu hậu xe máy trong thực quản của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Lễ, 50 tuổi, ngụ tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vào ngày 4 tháng 12 năm 2012. Bác sĩ Đinh Cao Minh, trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện cho biết, sáng cùng ngày, bệnh nhân Lễ được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh trong tình trạng không nói được và có vết thương ở đầu. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy dị vật ở thực quản thì phát hiện đó là một gọng kính chiếu hậu bằng sắt dài khoảng 15 cm. Hiện bệnh nhân đã được cứu sống và đang phục hồi sức khỏe. Đây cũng là dị vật bất thường lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phát hiện. Vợ của bệnh nhân Lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh cho hay, trước đó chồng bà bị nghi là sốt xuất huyết nên vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để điều trị. Sáng ngày 4 tháng 12, người nhà không thấy ông Lễ trên giường bệnh nên đã đi tìm và phát hiện ông Lễ nằm bất tỉnh cách Bệnh viện Long Khánh vài trăm mét với nhiều vết thương trên đầu nên đã đưa trở lại bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đưa bệnh nhân đi chụp CT thì phát hiện gọng kính chiếu hậu trong cổ bệnh nhân nên chuyển lên tuyến trên cấp cứu.